Rồi, xin chào mọi người ha. Mọi người đến với Khang Kiên, máy đo thí nghiệm com.vn. Trên tay mình đây là máy quét, máy đo bức xạ ha, hay là máy đo phóng xạ của hãng SEM đến từ China các bạn. Đây là một cái dòng sản phẩm rất là tốt để chúng ta kiểm tra các cái mạch nước ngầm, nước tù hoặc là trong các cái phòng thí nghiệm ha, làm bất cứ những cái gì. Nó có phát hiện cho chúng ta được các cái tia alpha, beta và gamma và tia X, và cũng có thể phát hiện thời gian xung của bức xạ. Cái thiết bị này nó có thể được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực như là sản xuất dược phẩm, phòng thí nghiệm, nhà máy điện, hồ đá, khai thác đá, khoáng sản và trạm cứu hộ khẩn cấp, các cái nhà máy kim loại các bạn. Đây là cái box sử dụng như thế này, một cái hàng sản phẩm rất là mới của SEM gửi cho Khang Kiên các bạn. Review cũng như là trên tay này các bạn biết sản phẩm này ha. Rồi, phía bên trong là cái vali như thế này, rất là chắc chắn của Trung Quốc ha. Tuy là Trung Quốc nhưng họ sử dụng thiết kế rất là bài bản. Rồi, rất là hay ha, nó có một cái quai nắm, nó sẽ được đặt bên trong như thế này, để nó tiện lắp đặt. Khi chúng ta mua về rồi, chúng ta sẽ lấy cái quai này, ta gắn vào đây, chúng ta xách ha. Đó, rất là hay. Tiết kiệm cái không gian như là cái việc lưu trú. Có một cái đĩa software ở đây, một cái đĩa phần mềm đi kèm để chúng ta có thể kết nối. Và đây là máy của chúng ta, thiết kế với cái hình thù rất là đặc biệt ha. Trên đây nó có cái model là DT9501, radar phát hiện bằng sóng quét ha. Đó, của hãng SEM ở đây. Nhất là đặc biệt như thế này. Trên đây là cái cổng chúng ta tiếp xúc với những cái mẫu hoặc là khí mà chúng ta cần đo. Nó sử dụng cái cảm biến của bộ đếm Geiger chất lượng cao, và chúng ta có thể chọn các nút tia khác nhau. Màn hình thì tinh thể lỏng bằng LCD rất là lớn như thế này. Chúng ta quan sát cái đèn nền và cái độ động cũng như cái loại tia, đọc được cái thời gian và pin, ký hiệu các cái đơn vị đo lường cũng như là hướng dẫn sơ bộ mô phỏng cái cover ha, cái biểu đồ. Và chúng ta dễ dàng chuyển đổi cái đơn vị cũng như là cái tia phóng xạ như cái máy ha, các cái nút bấm ở đây, thiết kế rất là chắc chắn. Ngoài ra nó có cái logo biểu tượng Bluetooth các bạn, để kết nối với điện thoại hoặc là cái form say ha. Đây là sử dụng phía sau này là khu vực gắn pin. Đó, có một cái ốc ở đây các bạn, để giúp đi hiện trường nó mạnh mẽ hơn cho cái tiêu chuẩn quân đội ha. Có một cái ốc ở đây, ta tháo ốc và kéo xuống ta lấy pin. Trên đây là các cái khu vực chúng ta chuyển các cái bia, cái tia alpha hoặc beta trên đây. Đó, là tia X, tia Y. Chúng ta chọn vào khu vực tia nào thì nó sẽ phát hiện, tạo ra cái xung xia đó các bạn. Máy chưa kích hoạt pin ha, sẽ gắn pin rồi cho các bạn xem. Ngoài ra thì máy có các cái chức năng ghi dữ liệu hoặc là giao tiếp Bluetooth để truyền cái dữ liệu cũng như là phần mềm chúng ta có thể xử lý ha. Có rất là nhiều các cái thông số như đây, các loại tia A và B cũng như là Y và tia X. Phạm vi đo của nó là suất dữ liệu của cái bức xạ là 0.01 SV trên H hoặc là micro SV trên H, và tốc độ kích xung là 0 đến 4.000 CBM hoặc là 0 đến 4.000 CBS. Giá trị của cái bức xạ tích lũy là 0.01 SV đến 9.999 SV các bạn. Tỷ lệ xung ở đây là 0 đến 9.999, và độ nhạy trong cái môi trường có tia coban 60 với tốc độ 1 micro SV trên H có 108 lần xung hay 1.000 lần xung. Cái tia ở đây, cái tia alpha thì nó sẽ từ 4.0 megavolt ha, và tia beta là từ 0.2 megavolt, cũng như là tia Y là 0.02 megavolt, tia X là 0.02 megavolt bạn. Độ chính xác của nó là dưới 10% và dưới micro SV trên H, hoặc là dưới 20% 600 SV trên H các bạn. Này, cảm biến là đầu ở đây là nó bù halogen cũng như là ống đếm GM Geiger ha, và cổng đầu ra là truyền Bluetooth không dây, khoảng cách truyền là 10m các bạn. Chúng ta có thể điều chỉnh thủ công hoặc là tự động, và khoảng thời gian là 2 đến 12 giây. Rất là hay những cái máy này, có quá nhiều các cái chức năng chúng ta có thể thiết lập các tia ha, cái beta trong cái ứng dụng và cái lĩnh vực của chúng ta. Ngoài ra thiết bị còn được trang bị các cái tính năng báo động, chúng ta có thể cài đặt một cách đơn giản về các cái âm thanh phát hiện ra những cái mẫu ha. Đó, hoặc là thiết lập các cái mặc định ở cái chế độ 5 micro SV trên H, và giá trị bức xạ bình thường ở tự nhiên nhỏ hơn 0 đến 0.2 micro SV. Bộ nhớ trong thì chúng ta có thể lưu được 4.000 dữ liệu những cái máy của chúng ta ha, DT9501 này. Đó là ghi lại theo cái hình thức là nhóm ha, mỗi ngày hoặc mỗi giây, với thông tin chúng ta có thể đọc được là ngày giờ và cái chi tiết đơn vị truyền Bluetooth. Nhiệt độ hoạt động là 0 đến 50 độ C, phù hợp với tất cả các cái lĩnh vực cần nghiên cứu trên thị trường ha. Đấy, đây là toàn bộ những gì mà SEM mang lại cho chúng ta. Cái catalog hướng dẫn đây, một cái đĩa software
cũng như là một cái hướng dẫn sử dụng để chúng ta có thể sử dụng ha. Cái sản phẩm này được demo ở khắp các nhà máy, nó đến với Khang Kiên, nhà máy ở nước ngoài các bạn. Khang Kiên đầu tiên ở Việt Nam có sản phẩm này. Nó giấy chứng nhận là châu Âu, CE, Hoa Kỳ hoặc là bất kỳ những gì các bạn muốn. Rồi các bạn có thể truy cập website maydothinghiem.com.vn hoặc liên hệ công ty Khang Kiên để có thể mua sản phẩm này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau.